Thưa quý vị, là địa phương đông dân cư và có tốc độ đô thị hóa nhanh mạnh nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thế nhưng so với các huyện thị thành trong tỉnh, phố biển Vũng Tàu vẫn có thời tiết dịu mát hơn cả. Trong khi thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đều vô cùng oi bức ngột ngạt. Có được không khí dễ chịu trong mùa hè oi bức, một phần là nhờ Vũng Tàu có ba mặt giáp biển, phần quan trọng hơn là thành phố có hệ thống cây xanh phong phú dày đặc. Cách đây hơn 10 năm, diện tích cây xanh thành phố Vũng Tàu chiếm gần 52.000 m2 với 2.780 cây xanh các loại và một công viên có diện tích hơn 10.000 m2. Đến nay, diện tích cây xanh toàn thành phố chiếm 600.000 m2 với trên 40.000 cây xanh đường phố. Trên địa bàn thành phố có 6 công viên với tổng diện tích 124.000 m2. Cây xanh ở thành phố Vũng Tàu phủ khắp 366 tuyến đường lớn nhỏ, hẻm dân cư, trong 49 khuôn viên trường học và 35 công sở. Bình quân mỗi người dân nội đô thành phố Vũng Tàu được thụ hưởng 2,6 m2 cây xanh một người. Để mảng xanh không ngừng phát triển, nhân rộng, việc vun trồng, chăm sóc được Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu thực hiện mỗi ngày hoặc theo lịch định kỳ tùy theo đặc điểm sinh trưởng từng loại cây. Thực hiện công tác chăm sóc, duy trì theo đúng quy trình kỹ thuật mà đã đề ra. Thứ hai là tăng cường rà soát để kịp thời phát hiện ra những cái sự cố, những cái phát sinh, từ đó là để đưa ra những cái giải pháp và xử lý để đảm bảo an toàn cây xanh trong thành phố Vũng Tàu. Thứ ba là thường xuyên nghiên cứu những cái chủng loại cây trồng mới phù hợp với khí hậu và địa chất ở Vũng Tàu để mình phát triển và nhân rộng thêm. Đồng thời là áp dụng những cái biện pháp khoa học kỹ thuật mới hiệu quả để đưa vào công tác duy trì. Mật độ xây dựng cao nhất tỉnh nhưng nhiệt độ của Vũng Tàu quanh năm chỉ dao động trong khoảng 27 đến 30 độ C, thấp hơn nhiều các đô thị quy mô tương đương. Dân số Vũng Tàu chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lượng phương tiện chiếm gần 50% phương tiện cá nhân toàn tỉnh, nhưng bụi trong không khí của thành phố luôn thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn với mức dưới 0,3 mg trên mét khối một giờ. Vũng Tàu có môi trường mát mẻ, trong lành nhờ vào hệ thống cây xanh phủ dày và đa dạng, giúp cân bằng sinh thái, làm sạch không khí cho thành phố. Thành phố mà có nhiều cây xanh như thành phố Vũng Tàu này cũng là hơi bị hiếm. Bởi vì là khi quy hoạch là nhà nước và thành phố đã có những cái để dành diện tích cây xanh, dành tích khoảng không để cho cái không khí nó được trong lành. Đấy, và người ta bảo là muốn sống lâu về Vũng Tàu mà ở thì quả như vậy. Trong thành phố đô thị á, cây xanh của thành phố thì rất quan trọng, tại vì nắng và phải có cái hàng cây để che chắn, thứ nhất là chắn bụi, thứ hai là nó mát mẻ cho thành phố. Với đô thị công nghiệp và du lịch như Vũng Tàu, hệ thống cây xanh góp phần giảm nhẹ ảnh hưởng của các chất thải, khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường, nên cây xanh càng phát huy rõ rệt vai trò lá phổi của thành phố. Nhìn đói được nhưng không nhìn thở được. Thì cây xanh rất quan trọng ở chỗ đó. Thì cây xanh ban ngày thì nó nhả oxy, ban đêm thì nó hút CO2. Thì nó làm cho mình coi như là cái điều hòa được cái nhiệt độ trong con người nữa. Hệ thống cây xanh ven biển còn giúp Vũng Tàu ngăn chặn cát bay, hơi muối gây tổn hại đến các công trình kiến trúc. Lá phổi xanh thành phố cũng mang lại nhiều lợi ích về mặt tinh thần, là nơi an trú cho tâm hồn, để cư dân phố biển hay du khách đến với phố biển luôn cảm nhận được sự tươi mát, nhẹ nhõm ở mọi nơi, mọi lúc giữa không gian phố biển.